Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hunno để tàn phá thế giới. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã đánh một trận khá là tưng bừng với bọn mấy anh dợ này, và kết quả là mấy anh dợ này sắp báo biên rồi. Tình hình tiếp theo là bây giờ có thể là mình sẽ phải xử lý lốt thằng này, mấy thằng này đã. Nhưng mà mình chưa biết phải làm gì. Đánh tiếp thì chắc chúng nó sẽ chạy. Đó, khả năng cao chúng nó sẽ chạy. Đánh một công thành của chúng nó thì lại chưa công được nhỉ. À, quân đồ chú trong thành của nó ra. Tốt, giết luôn con đồn thú chú trong thành nó. Rồi. Trời ơi, chúng mày có cả quân đồn chú à? Mình rất muốn có thêm các cái lực lượng này. Đó là lính cận chiến, kỵ binh cận chiến này. Mình thấy nó rất mạnh. Mạnh hơn rất nhiều so với đội sốc kỵ. Và nó có thể đấu tay đôi với kỵ binh của đối phương. Có một khẩu pháo rồi. À, chưa cần bắn vội. Cho mấy tên lên để tấn công. À, tiếp viện à? Chỗ này nó hoàn toàn không có lính lính tầm xa. Vậy thì chúng mày chết. Một ngày nắng đẹp. Đây, được kỵ cung ác quỷ đây. Đây là kỵ cung thường. Đây là kỵ cung ác quỷ. Hay là úi dồi, đám này xông lên được đến đâu. Lên chúng thằng nào chết thằng đấy thôi. Dựng pha lăng ở đây để chờ à? Úi dồi, úi dồi, không còn thanh niên nào sống sót. Bắt đầu. Ồ, bắn nhầm đại đạn rồi.
Bắn vào đây, bắn vào đây. Rồi. Chuyển sang bắn đạn phá giáp cho anh, nhanh. The enemy are losing ground. Xong rồi à? Chuyển sang bắn đạn phá giáp cho anh. Còn cái bọn này à? Chết không còn một thằng nào luôn. Tràn lên à? Mày thích tràn lên à? Trận này hồi được tí quân đấy nhỉ? Chết có 24 đồng chí thôi. Mình hồi quân lại thì chắc là đủ luôn. Chết tại chỗ luôn. Hồi được 1%. 1% thì lãi hay lỗ nhỉ? Chả biết nữa. Thirsty for battle. Laying siege to their hovels. We take this settlement for the try. Ăn đâu nhỉ? Destroy them. Diệt bằng hết bọn này này. Đánh như hồi quân này. Trời. Thế tuyết này. Quân nó ở đâu nhỉ? Ở đâu thì mình có pháo nó cũng buộc phải lên mà. Cho chúng nó ra khỏi những cái rừng rú kia đó. Không thì hơi khó đánh ấy. Toàn bộ binh. Toàn bộ binh thôi. Rất ghét đánh nhau ở rừng rú này. Quân địch sẽ phải khiếp sợ trước sức mạnh của ta. The enemy has been sighted. Tất cả đều được trang bị cung tên, sợ thật. Con ngựa điên. Mấy con ngựa điên. Dăm ba cái con ngựa điên này. Thích chết à? Một chiến thắng nhẹ nhàng.
Thế mà vẫn chết mất mấy cái chục thằng là thằng quái nào? Bắn lẫn nhau à? Thêm một thằng nữa chết. Một phần trăm, chả biết là việc tăng hay là giảm. Lực di chuyển của mình vẫn còn xa phết đâu. Ở đây, ô, quân đoàn này tỷ lệ tấn công tầm xa, tốc độ di chuyển, quân đoàn cấp 8, trời ơi, chưa bao giờ mình luyện được một cái quân đoàn nào khủng lên cấp cao như này. Tỷ lệ tấn công tầm xa tăng tiếp à? Nếu mình không nhầm thì cái này nó là tăng tỷ lệ tấn công, nó tăng tầm bắn thì phải. God be praised. How can I help? Tengri guides my steps. Ready for battle. Mấy cái anh dợ này gớm nhỉ. À, hai khẩu pháo. Nhưng rất tiếc lại không có các đơn vị tầm xa. Vậy thì mày chết, chỉ có vài ba thôi. Hai khẩu pháo, mấy con ngựa. Mấy con ngựa của nó mình xử lý cho một nốt nhạc. Tốt nhất là mình sẽ di chuyển quân ra hướng này. Bởi vì... đúng rồi, đây. Phía bên này nó toàn rừng rú. Rừng rú thì không tốt. Nó rất nhiều bộ binh. Cái binh của nó thì thường thôi. Không ngại lắm bởi vì nó không có quá nhiều các cái đơn vị tầm xa. Mình không nên là mình không sợ. So với thằng cận chiến mình đứng đây đó. Tăng cái số lượng bộ binh kỵ binh cận chiến lên. Tầm bắn của nó chưa vào với mình nhưng mà mình hình như bắn được nó rồi. Ôi đéo mẹ, xe bắn đá, quên mất. Cung thủ thì nó không bắn tới nhưng xe bắn đá bắn được. Nó là móc lốp mấy khẩu xe bắn đá đó. Vãi xoài. Khôn nhỉ, chuyển đến đây à? Vẫn bắn được anh à? Xông lên đây. Đánh 3-4 trận liên tiếp trong một lượt này. Phải là những thanh niên rất ảo tưởng sức mạnh mới có thể này. Bình thường nếu là thì không ai dám đánh kiểu thế. À, xông lên à? À, trời nhá, mày dám chơi rồi. Rút ra tí đã, quy cho nó lên đi. Ngâm ba mấy con ngựa của nó ăn làm sao được kỵ binh của mình. Rồi rút vào đây để
giữ cho nó lên. Xong hai khẩu pháo. Ai chà, lại quay về à? Lại quay về kìa. Con ngựa điên. Dăm ba cái con ngựa của mày. Rồi, nó lại quay về kìa. Rồi, lại giữ chúng nó ra đây đó. Trò chơi mèo vần chuột là phải như vậy. Xong khẩu pháo rồi, cho quân đuổi tiếp. Loại bỏ hết đám kỵ binh của nó là được. Nào, thằng tướng đâu ra đây. Sốc cho chúng mày một phát chết luôn. Dụng thằng tướng ra đây. Ăn đội cung tên nó. Lạ. Ơ, bắn đạn nổ ở đây đây. Nó mới chất. Mày chả có cái đội nào mà bị tấn công từ hai phía mà chịu nổi. Vẫn còn giữ được tinh thần kìa. Cái nhỉ, bọn này tinh thần rắn thế. Ôi, nó còn có vài thằng mà nó vẫn cứng thế nhỉ. Thanh niên cứng. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu à? À, dạ là thảo nào. Tất cả xạ kỵ rồi, chạy lên đây. Ra đây. Thằng tướng nó thích áp sát à? Ôi dồi ôi, bọn cầm kiếm này thì ta sợ gì. Rồi, được xạ kỵ rồi, đứng đây. Chuẩn bị quay giết luôn tướng nó. Chúng nó đang trở lại rồi kìa. Đúng rồi. À, nó đang tản mát đội hình. Sốc quả này thì ăn đủ luôn. Không công được. A unit has fired all of its ammunition. Một đạo. À, pháo hết đạn rồi. Pháo hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cá rô rỉa, cứ cá rô rỉa cho anh. Diệp bằng hết bọn này luôn. Ôi
Nó lại chạy sang này. Chạy làm gì cả. Đứng đây. We've revealed their deception. Hidden troops. Bọn dìu này thì kháng kỵ cực kém luôn. Nó hầu như không thể, nó không có bọn dìu thì nó không thể chống được kỵ binh này, vì nó không có khiên này, nó cũng không có cái gì để chống kỵ binh cả. Đặc điểm của dìu thì nó chỉ để chống bộ binh. Bây giờ thì sốc cho anh. Chịu làm sao phải nhiệt. Xong. Dù nó không phải chuyên để chống kỵ binh mà mình speed. Úi dồi. Lại chạy ra. Ơ kìa, thanh niên này bỏ pháo chạy ra tận đây kìa. Tới nhá, làm một phát combo skin phát. Ra đi, để dụ nó ra chỗ này. Chuẩn bị. Lấy đà. Lao lên à? Xúc phong! Ui dồi! Ui dồi! Rồi, bọn này dùng bắn tên, xông vào! Sốc quyết định.
Thế là mới nhanh giải quyết được. Lo bị tấn công từ hai mặt thì sống được lâu rồi đâu. Mày xong rồi. Tàn sát. Úi giời ơi. Đấy, cái trận đánh như thế này thì chết có hơn 200 thằng. Trận đánh vớ va vớ vẩn chết hết cả quân. Hình như mình cứ đánh những cái trận nó khó tí mình phải đánh luôn cho nó cẩn thận. Những trận đánh nó dễ dễ đánh toàn tào lao. Rồi xong. On the move, lads. Nó chỉ còn hải quân thôi đúng không? For the gods. Nó chỉ còn mỗi đội hải quân này thôi. Attack! Bộ binh mình lại thư nặng quá nhỉ? Bù lại mình lại có lực lượng kỵ binh thiện chiến. Những đơn vị bị ui rồi sương mù à? À đây rồi. Thời tiết nó phải tốt tốt này đánh nhau mới được. Nó toàn đầm lầy này. Tường của nó không biết có tháp canh này không nhỉ? Mình chỉ ngán nhất là hải quân của nó đổ bộ. Đứng dài ha, dễ bị ăn pháo lắm. Bốn, à đây, bốn đội còn nguyên. Ba đội này đi tấn công thôi. Một, hai, ba, bốn. Coi mấy đội này làm dự bị. À. Bắn đây cho anh. May mình xa xa không có tháp canh nó bắn nó vỡ mặt. À, quân tiếp viện vào từ hướng này à? The enemy should know when the odds are hopeless. Chết luôn cái khổ tháp canh ấy của nó rồi à? The enemy's walls have fallen. Sập tường à? Tường này của bọn nó yếu quá nhỉ? Bắn tí nó sập. Cổng thành đã bị phá hủy rồi. Bắn tốt thế nhỉ? Bắn vào tháp canh nhỉ? Rồi. Bắn. Khủng khiếp đấy. Di chuyển nhanh vào thành em ơi. Có thể là bị mấy cái tháp canh nó bắn nhưng mà không đáng sợ.
pháp này bắn toàn xịt à? Pháp bên này bắn, pháo bên này bắn ác hơn nhỉ? Bắn lốt cái này cho anh. Tốt rồi, có thể tiến vào được rồi. Chúng nó định đổ bộ à? Đây. Chờ xe bắn đá bắn xong phát ạ. Sập, tốt rồi. Quá tuyệt vời. Đây thì ngon rồi. Tiến vào thẳng vào chính điện nó là xong. Phá bên này bắn tào lao thế nhở? Sập cái phát nào à? 80%. Bắn đây tiếp rồi. The enemy tower is no more than wreckage now. Bắn lốt đi, xong rồi anh cho mình nghỉ. Vẫn chưa thêm vào. Thành bị cháy, thành bị cháy rực rỡ thế này. Hết chưa, hết đạn chưa? Tôi bắn toàn trượt. À, đổ bộ à? Đổ bộ rồi thì vào đây. Chắc chắn nó sẽ phải đi qua cái cổng này. Cái này làm gì có cổng vào đâu. Cố gắng bắn sập đi cua. Bắn một cái này. Sập tường thành. Rồi, bỏ xe. Chạy ở góc ở trên. Bắn được rồi. Cánh quân bên này vào thành rồi. Đâu rồi? Vào chính điện xem nào, quân nó đâu hết rồi. À, lúc nãy mấy quân chính trong thành của chúng nó ra tiếp viện hết, nên là bây giờ chúng nó dẹo sạch rồi. Nên bây giờ chúng nó chết sạch rồi. Cho bọn này vào thành lùa một thể cho dễ. Chạy lông nhông ngoài khó lùa. Trận này thậm chí có khi mình còn không cần đánh, phải đánh thành xong. Bây giờ mình chiếm được điểm. Đây rồi. Chặn luôn ở chính điện. Về lý thuyết là trận này mình không cần đánh thắng rồi đấy. Cổng thành đây rồi, mình chiếm được rồi. Chúng nó đang vào thành à? Vào kịp ông cung. Vào đi. Leo lên tường á.
giữ thủ phủ thì chúng mày thua. Cho đội này vào đây. Đúng bài luôn. Tướng vào luôn cái điểm đấy được nhỉ. Tường thành bị sập rồi. Đang tràn vào à? Cho nó vào, lùa vào mình, lùa từ đằng sau lưng sướng hơn. Ơ kìa chúng nó chạy đâu ấy. Cổng thành thì vỡ rồi, mình có thể xông thẳng vào được mà. Nhau ở quảng trường ấy. Địch kìa, ăn luôn. Cho nó vào thành, giết nó dễ. À ừ, đường này chúng nó cũng có thể lên được chặn cái cổng này lại. Tướng quân của chúng ta bị tấn công. Một chút nữa thôi, pháo đài này sẽ thuộc về chúng ta à? À ừ. Đây là một trong những cách chiếm thành khá đơn giản. Khi chúng ta không cần phải chiến để đánh nhau, khi chiếm được thành rồi. Một kết thúc khá là easy. Đây là một cách khá đơn giản để các bạn chiếm thành. Chúng nó bị chết toàn bộ do... Các bạn thấy không? Gần như mình không cần phải đánh nhau mà chúng nó chết, tự chết. Bắt nó làm truy hầu à? Bước qua đã, kiếm xẻng đã. Mình e là mình chả thích bọn này làm truy hầu. Mày thích truy hầu à? Chứ chả hầu. Ôi ơi, chạy ra vùng đất xấu rồi. Get moving, you wretches. Nó chạy ra đây cho đỡ chết rét. Nó chả dám đánh mình vì nó còn quân đâu. Cậu vào đây, vào đây. Tăng xảo quyệt. À đúng rồi, thằng tướng này quá hay này. Nó còn có cả cái này nữa để tăng xảo quyệt này. Cộng 2 xảo quyệt nữa này. Quá nhiều cái để tăng xảo quyệt luôn. Hoạch định ra. Ừ. Cái này cộng 2. Thêm vài cái skill này tăng xảo quyệt nữa thì có khi vừa vào trận vào nó đã có. Ở đây nữa. Thật rồi. For the tribe. Xong. Vậy là mình đã đốt xong nước Ý rồi. Come sit. Share my fire. Hỗ trợ phân đoàn. Ơ, thanh niên này khôi phục được cái tỉnh này à? Chiếm được tỉnh này à? Nó còn chiến trường phương Bắc thế nào nhỉ? Trời vẫn đang tuyết rơi. Nhóm bọn này lại. Mình muốn giảm bớt cái đội sốc kỵ này bằng thay bằng cận kỵ.
thêm 4 đội xạ kỵ nữa. Đây rồi, kỵ cung ác quỷ. Are you ready to do your duty? Cái này nó mới chất. Come, sit, share my fire. Rồi, cứ từ từ phát triển. God be praised. How can I help? Cứ từ từ rồi phát triển. Cùng ác quỷ, nghe tên là thế gớm. Ready for battle. Tăng số lượng kỵ binh này lên này, 4 độ. Nhưng mà chưa đủ lượt mua. Kệ đã. Giải quyết phương Bắc đã là tốt lắm rồi. Có mấy thanh niên hổ báo đánh xuống đánh mình. Quân đội của mình bây giờ cũng khá đông nhỉ. Thêm này nữa thì mà thực ra bây giờ để thêm các quân đoàn mình có làm được cái gì đâu. Thành công. Quấy rối quân đoàn. Thời hạn làm việc đã hết. Nhiệm vụ được ban hành, tạo ra một liên minh phòng thủ hoặc quân sự với phe Clamadorian. Có thằng này á? You have the ear of my people. Do not waste words. We are worthy of better. Mình còn đang đánh nhau SML với nó, hòa bình sao được? Warriors all, thirsty for battle. Thuế suất của tất cả du mục đều trừ 5%. Đoàn kết giảm. Tăng trưởng du mục tăng. Cái này thì bắt buộc phải có một quân đoàn lên mắc. Warriors all. For the gods. Mua thêm ít quân lại cho chắc nhỉ. Fight with us. Hết tiền rồi. Hết tiền do bọn này không cắm trại được. For the gods. Sword of my people. Is that all? Ready for battle. Sử đẹp thằng này cho anh. For the gods. Tengri guides my steps. Chạy xa quá. Đứng đây đã. Bây giờ thì chúng ta sẽ thanh lý quân đội. Đội kỵ cung ác quỷ. Đây, mình cần thêm đội tốt rồi, bớt đi một đội rồi. Mình tăng được thêm một đội kỵ này nữa thôi. We need good fighters. Fight with us.
fight. Make your ancestors proud. We need good fighters. Đây. Fight. Make your ancestors proud. Tăng thừa một đội kỵ cung. Thế một bò thằng kỵ cận chiến trước ạ. Hồi máu đã. Lực lượng này vẫn còn đang thương nặng. Lại sang đây đốt. Ồ. Tiến sang Bắc Âu. Cũng mạnh gớm này, kỵ binh này của nó mạnh phết này, đam to phết đấy. Xuất sắc sát thương xuyên giáp, ái già. Kỵ binh hạng nặng này, ném lao tốt này. Nuôi chó à, rất nặng. Chó chiến này. Người đốn gỗ sen tích. Bọn này mạnh này. Kỵ binh à, nhưng mà lính giáo mà như thế này là mạnh. Vẫn chưa đủ lực. Vẫn chưa đủ lực để ăn anh đâu. Và đấy. Bốn năm thẳng mà vẫn không dám đánh à? Nhát thế. Mình có một quân đoàn cấp 8, sợ thật. Cái nháy mà tăng vào cướp bóc thì mình chả cần, mình sẽ tăng vào sức mạnh cho quân đội. Tiền thì bây giờ quan trọng gì đâu, mình có dùng hết đến tiền đâu. Cướp nhiều quá thì bây giờ tiền để không. Cái thằng này bây giờ còn có mấy thằng không biết chạy đi đâu à? Châu Phi thì vẫn còn nguyên. Châu Phi có vẻ rất ổn. Nhưng mà mình đánh ở Châu Phi mình sẽ bị sa mạc cũng mệt. Không kém gì đánh nhau ở phương Bắc. Thất bại thỏa đáng. Hợp đồng đến thuê. Yes. Mày thì chết à? On the move. Get moving. You have more orders? Warriors all. Ôi hỏng ăn rồi. Khả năng cao à, nó đầu độc quân của mình làm quân mình không di chuyển được. Guards be placed. Excitement. Đã có đội cận kỵ. Khỉ thật. Thế nên là bị đuổi bây giờ ấy, thế nào cũng bị lùa. Ready for action. Lùa thì chạy, sợ gì? Fight with us. Thiếu một cái xe bắn đá. We need good fighters. Ba độ. Are you ready to do your duty? Lên từ từ, lên từ từ. Bốn năm độ. Được. Thanh niên này khả năng cao sắp bị đuổi. For the tribe. Yes. Bọn này ở đây nó có thể nó chạy ra đuổi nhưng còn xa.
Thế mấy thằng này thế muốn thế nào? Come, sit, share my fire. Warriors all! Đánh mình cũng không dám đánh. Ready for action. Mình định đánh vào đây, bây giờ nó đứng trước cổng mình thế này thì làm sao mình đánh được? Không đồn chú gì. Chờ một quân này. Ready for battle. Thirsty for battle. Bao giờ mua quân? Hãy tạm thời không mua nữa. Quánh bọn này phát đã. For the gods. Chuyển tạm hai con ngựa cùi sang đây cho anh. Ten gray guides my steps. Thirsty for battle. Cho nó biết thế nào là đánh đêm. Ready for action. Ôi giời ơi. Vấn đề là nó cũng khá nhiều, nó có lượng nuôi chó. Ngu gì mà anh đánh tay đôi với mày. Nhưng lần này chúng ta có khá nhiều cận kỵ. Kỵ binh của nó lao đến mình cứ dập chết đi. Mà trận này có lẽ cho pháo bắn nát tương đối kỵ binh của nó đã. Rồi tính. Cây cối hơi nhiều nhỉ. Cây cối có vẻ hơi nhiều. Sao trời... À mình đánh đêm. Hỏi tại sao trời tối thế? Tối bởi vì đánh đêm. Chết nhỉ, cái map này quái dị thế, đồi núi kiểu này. Xuống đây cũng chả khá hơn. Trước mặt thì là một cánh rừng. Dù biết rằng đấy là rừng thưa nhưng mà nó cũng ảnh hưởng khá nhiều. Và nó tấn công này. Đây để bắn được luôn. Như thế nào được nhỉ? 1 2 3 4. Một đội. Di chuyển thế nào đấy để chúng nó. We have sighted the enemy. Để di chuyển vòng vòng ra để nó. Troops are being ambushed. Chơi cứu nó chơi. Cứu nó không có người bảo vệ kìa. Nó là cận chiến mình đâu rồi? Xử lý ngay bọn này.
Để nó vào nó chơi phá. The enemy is going for our general. Protect him. Xong vào ăn bọn cận chiến nó. Chơi một tiếng nó luôn. Rồi lại rút ra đây. Ôi, thanh niên này thương nặng thế. Pháo, chạy. Rút. Đông phết nhỉ. Chúng mình đã chết rồi, hay lắm. Tinh thần chúng nó sẽ giảm đáng kể luôn. Ôi ôi, nhân viên này chạy nhanh xem nào. Cái này bị đánh ác quá nhỉ. Nhưng mà nó bị chết tướng rồi, đang mất tinh thần rồi. Ôi ôi, chạy nhanh nhanh xem nào. Đuổi dữ thế nhỉ. Châu giết. Ra đây. Ra đây. Ok kìa. Mất khẩu pháo à. Vớm nhỉ. Ô. Mày cứ đánh trận nào nó thấy easy là mình bắt đầu đánh ổng. Bị phát hiện. Ủa, kinh khủng ác quỷ. Úi dồi. Tan rã nhanh thế mà. Cá rau rỉa chết luôn. Để thắng được nhưng mà trận này thắng không hay lắm. Mình đáng nhẽ mình có thể thắng tốt hơn nhưng trận này đánh trong rừng mà mình thì không giỏi đánh trong rừng. Đó. Mất xưa mất cái xe bắn đá của mình rồi. Nói đuổi chúng nó chạy đi đã. Bây giờ mình rút về mua tiếp quân. Ready for battle. Rút về đây mua tiếp quân. Guards be placed. Excitement. On the move, lads.
Rồi, bây giờ mình sẽ hợp nhất các cái đội quân này vào để mua tiếp quân này. Giả nó hai con ngựa. Tengri guides my steps. For the gods. Lại mua tiếp quân. Ui dồi. We need good fighters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 nữa. Make your ancestors proud. 1, 2, 3, 4 đội kiện. Thêm một đội nữa. Come fight with us. Tốt rồi, chỉ cần 2 đội xúc kỵ thôi. 2 đội xúc kỵ này đây. For the gods. Không xây được. For the tribe. Thirsty for battle. Starting out. Quar be praised. How can I help? Đám còn lại không dám xông đến đánh nữa. Thằng này thì bị cái bọn này quân của nó hơi quái dị một tí. Tính kiểu gì ăn như già nhỉ. Come sit, share my fire. Xem nó có bị đuổi không đã. Nếu bị đuổi thì mình mới tính. Quar be praised. How can I help? Không làm anh kiếp à? Ám sát anh à? Tiến xuống phía nam thì chắc phải dùng đến đội lính giáo nhiều hơn đấy. Chống kỵ binh. Thật may nó không đuổi mình. Nó mà đuổi thì chết. Thanh niên này lại phải chạy re kèn. Phe phái quân ly khai Alamic đã bị diệt. What do you want? Chính xác rồi. The shadows take them. Chưa gì nó đã đứng sẵn rồi kìa. Lùi lại đây tí đã. Thằng này đang mua quân này. Tengri guides my steps. Lùi lại đây đã. Chờ thanh niên này mua quân đã. Đây rồi. Nâng công trình này lên thì mình có thể phạm vi di chuyển mệt mỏi, sát thương cận chiến, giáp kỵ binh thương dài lên quân đội trước đi. Còn cái gì đâu mà phải ngại. Ready for action. Không đủ điểm lên à? 8 mới lên được. Warriors all. Groan. Sao lên được nhỉ? À, hết tiền. Ready for action. Ready for quân tiếp. Ôi, mua được xong tiếp cái đội này thì biết đâu là full quân rồi. Come sit, share my fire. Làm gì mà lắm quân thế? Đứng đây để ăn hóng à? For the gods. Còn thiếu mỗi bọn này. Thirsty for battle. Ok.
cao đạn dược. Tốt tầm bắn. God be praised. How can I help? Kém chặn sát thương tầm xa. Phải để bọn này nó đập sướng. Ready for battle. Hết tiền. Có lúc mình cũng hết tiền. Ái già, đất của nó đông ấy. À, chạy rồi, chạy rồi. Ăn không được thì phải chạy thôi. Lại đến đây đứng. Còn thằng phanh nó không biết nó ở chỗ nào đấy. Úi dồi. Bị anh phản đam chết luôn à. À, nhưng mà trên này phải mua một thằng spy để nó còn đi do thám ấy nhở. Spy mình ở đây đâu à? Có một thằng spy nữa chứ. Kinh kinh kinh, quân đội chạy đâu ấy? Britain, Sigo. Một loạt các cái quân này ở đâu ấy nhỉ? Thất bại chí mạng, mày Nabatatia thì bị diệt rồi. Bây giờ cướp phá. Thu nhập từ cướp bóc thì mình cái đấy đơn giản thôi, mình làm được ngay. Chiến thắng nhỏ. Đại thắng thần thánh. Tổng hiện tại là 15 phe rồi. Cướp phá 70 khu định cư. Cái này đâu có khó lắm đâu nhỉ. Tóm lại cứ đi đốt hết cả thế giới là xong. Chỗ này sao lại cháy rồi? À, ở Visigoth này. Đế quốc Tây La Mã rất thân với mình. Vãi chưởng. Be welcome. Let us talk and then enjoy good. Thằng Sassanid này rộng quá nhỉ. Đánh nhau Sassanid cũng mệt lắm. Thirsty for battle. Cống phẩm nhận thôi, tặng quà thì tội gì không nhận. Chức vụ à, hết thời nhiệm kỳ rồi, mình phải bổ nhiệm bọn này chứ nhỉ. Bổ nhiệm cho tướng lĩnh của mình vào đây. Hai hai tuổi, thiếu quyết đoán, nhiệt huyết. Cái này lại tăng 2. Thôi được, có thể có lúc mình sẽ phải dùng. Sợ người La Mã. Đám con cháu này cũng không có nhiều thằng. Thanh niên này thì không ổn thế nào luôn. Thanh niên này 39 tuổi, thích ngoại, tăng xảo quyệt, giảm tăng xảo quyệt, giảm nhiệt huyết. Wow.
Cái như này. Úi dồi. Bốn chín tuổi rồi. Ồ, xong rồi. Đã được con thua mấy nhỉ? Mấy thằng con hoang, may ra được thằng này. Dễ nhìn này, cuốn hút. Mấy thằng con hoang chắc được thằng này, ngon. Không ăn thua rồi. 44 tuổi. Hiêu gạo. Trung thành giảm 1. Ôi nhưng mà nó sao nó lắm thứ thế này. Nó được cộng rất nhiều thứ luôn. Hoạt bát. Ê, nó cộng cao như thế này. Quân của nó dưới sự chỉ huy của thằng này thì đoàn kết là sát thương đánh xa, sát thương cận chiến được cộng 21%. Ôi. Cộng thêm vào nhiệt huyết nữa. Một điểm nữa là mắc à. Hết rồi, không bổ nhiệm được ai nữa rồi. Bổ nhiệm tạm thế đã. Bổ nhiệm tạm thế. Tác tiếp rơi. Hồi quân lâu thế nhỉ. Mua quân tiếp. Tranh thủ tuyết rơi, chúng nó cũng chả dám đánh mình. Tăng thêm một đội cận kỵ nữa. Giống như đội trên. Nó không dám ra đây ăn mình đâu. Sao cái thằng này bị trừ tốc độ bắn nhỉ? Are you ready to do your duty? Tuy nhiên này bị trừ tốc độ bắn nhưng vẫn quân đoàn này, vẫn cái loại chủ quân này thì quân đoàn kia nó lại tăng. Khó hiểu quá. Ready for battle. Thirsty for battle. Rồi, ngon này được cả. Giờ thanh niên nào muốn đánh nhau? Chờ hồi quân tí đã. Giờ thì thằng nào thích đánh nhau vào đây. Đột hết. Đột không còn gì luôn. Cái thằng này vẫn còn một cái quân. Bây giờ còn một cái đội quân còn lại đang đi du cư ở đâu ấy. Armenia. Ai da. Quân lính khai La Mã. Hoạt động tình báo địch. Chết à. Kỳ hạn làm việc đã hết. Cho nó vào đây. Hết rồi, không bổ nhiệm được nữa đâu. Mấy cái chiếc cao cao này không dễ mà lên được đâu. Phải 2-3 sao mới lên được. Đấy. Thống trị. Toàn tập à? Thirsty for battle. Thời tiết trên này không được tốt. Cần 11.000 để nâng cấp cái này cả. Ây à, thế phải đi ăn cướp rồi. Mà thời tiết thì xấu này thì làm sao ăn cướp được. Thời
thời tiết xấu quá. Qua lượt này đã, xem thời tiết tốt hơn mình triển khai quân tiếp. Our struggle will end badly and with little honor for anyone. My elders suggest peace. What say you? Giả cho anh 3.000. 2.000 nhá. À, ok. Thằng Phanh nó còn đang lại chiến tranh với mấy thằng phương Bắc. Rút à? Mày rút chạy à? Bắt mấy cái thằng đấy nó làm đệ sau thì nó lại làm loạn. Cứ đốt hết, giết hết đúng phong cách của Hunno cho nó nhanh. Lừa dối thành công rồi. Lòng dao đó. Lòng trung thành đang rộng. Thanh niên nào mà lòng trung thành đang rộng? Sao này à? Cho nó lấy phát vợ phát à? Trung thành đâu? Trung thành thì có một điểm này. Đúng cùi thế nhở? À, thanh niên này à? Trung thành giảm à? Vậy thì mày sẽ được thay bằng với một đứa khác nhá. Tăng sở biệt. Cái này này. Thằng này rất mạnh xảo quyệt. Có 18 tuổi, chân nuôi gia súc. Cố vấn. Của cải từ các công trình chăn nuôi. God be praised. How can I help? Mới bổ nhiệm thằng này à? Come, sit, share my fire. Mới bổ nhiệm. Mình có mấy đứa con gái ế chồng rồi nhỉ? Được à? Thời tiết đã tốt hơn rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.